phó khoa điện tử tự động hóa trường đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thầy xin giới thiệu các em để biết về cái mô hình của khoa. Bây giờ khoa thầy có là năm xưởng để em sẽ học hai cái ngành. Ngành thứ nhất là kỹ thuật điều khiển và tự động hóa, ngành thứ hai là kỹ thuật cơ điện tử. Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa thì các em khi mà các em vào trường, các em sẽ học là 130 chứng chỉ 4 năm. We'll be right back.